Xin chào mọi người, và nhất là các chị gái tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Đây là video clip mà em sẽ chia sẻ với các chị về cái tử vi của năm Tân Sửu năm 2021, cũng như vận hạn 6 tháng đầu năm của năm 2021 đối với tuổi các chị. Một trong những cái tuổi mà năm tới sẽ phải gặp trực thái tuế và tạm tai năm nặng, đại hạn 49 tuổi, coi như là năm tới là một năm có thể nói là rất là nhiều khó khăn đối với tuổi của các chị. Tuy nhiên là cái có một điều may mắn như thế này nè, là năm tới là nữ mạng của những người bị trực thái tuế Quý Sửu sinh năm 1973 thì nó được cái sao chủ của năm là một cái sao tốt. Hy vọng rằng với cái sao chủ của năm là một sao tốt thì nó sẽ phần nào cứu vãn lại cái việc về công danh sự nghiệp và tiền tài. Còn cái việc mà tình cảm gia đạo vào năm trực thái tuế có thể là có tan môn, có thể là có chuyện buồn phiền trong gia đạo tình cảm thì chắc chắn là sẽ khó tránh khỏi khi vào năm tuổi, và đặc biệt là năm trực thái tuế và tam tai năm nặng của mình. Như đã giải thích ha, 3 tuổi Tỵ Dậu Sửu là sẽ phải chịu tam tai vào năm 2019 nè, 2020, 2021. Thì năm đầu tiên là người tuổi Tỵ chịu nặng, năm thứ hai tức là 2020 này nè là những người tuổi Dậu, và năm 2021 là của những người tuổi Sửu vào năm tuổi luôn ha. Cho nên là tam tai thì sẽ ứng với người xưa viết tam tai thì thường sẽ có những cái chính như là tai nạn nè, tai ương và tai tiếng. Tai tiếng là thị phi rồi này kia đó ha. Rồi bây giờ thì mình vẫn xem là tử vi của cái năm Tân Sửu này nó xấu đến đâu, để mà các chị có cái nhận định mà biết rằng là cương hay nhu ở chỗ nào. Thì đầu tiên hết là những người mà sinh chịu sự chi phối của cái tuổi Quý Sửu là những người sinh vào ngày 15 tháng 2 năm 1973 cho đến ngày 2 tháng 2 năm 1974. Đây là những người sẽ chịu sự chi phối của cái tử vi Quý Sửu. Rồi, còn vào tỳ tháng hoặc là cái ngày sinh mà xấu tốt nó sẽ tăng nhẹ hay là tăng mạnh hay là giảm nhẹ đi ở cái trong cái năm gọi là trực thái tuế năm tuổi này. Người thì là mệnh tang đố mộc, tức là gỗ cây dâu đó ha. Nếu như mà người mà tang đố mộc thì gặp năm Tân Sửu là một năm thổ, như vậy là mộc khắc thổ, bổn mạng bị khắc năm, bổn mạng và sức khỏe không được tốt đẹp cho lắm, cần cẩn trọng. Giải thích về cái phần bổn mạng với năm thì xấu nhất vẫn là năm khắc bổn mạng. Thí dụ giống như là người mệnh thủy thì năm tới là năm thổ, thổ khắc thủy là xấu nhất. Xấu nhì là bản mệnh khắc tháng, khắc năm. Rồi xấu nhất, xấu thứ ba đó vẫn là cái sinh xuất bản mệnh. Thí dụ như là năm tới năm thổ, người mà mệnh hỏa để sinh xuất bản mệnh thì là sức khỏe không được ok ha. Rồi, đó là cái về mạng. Còn sao, sao chủ của năm là sao Thái Âm. Người ta nói sao Thái Âm là một cái phúc tinh hành thủy rất là tốt đẹp cho người mệnh mộc, từ thủy sinh mộc mà. Thì nếu mà người mệnh mộc thì gặp sao Thái Âm thì giống như là được cây được tưới thêm nước, sẽ cái giúp cái sao Thái Âm này nó phát huy tác dụng tốt nhất. Mà sao Thái Âm thì đem đến may mắn phúc lộc rất là tốt. Sao Thái Âm á, là một cái phúc tinh hành thủy, là biểu tượng của mặt trăng ha, tương thường mang đến sự hài hòa, niềm vui và hạnh phúc, tài lộc, thỏa mãn niềm mơ ước, đặc biệt là rất tốt cho nữ mạng. Nữ mạng mà có sao Thái Âm mà chiếu mạng á, thì thường được quý nhân giúp đỡ, hanh thông về tiền bạc. Vì sao Thái Âm còn có cái tên gọi khác là tài tinh. Thái Âm thuộc hành thủy sẽ tốt hơn cho người mệnh mộc của các chị Quý Sửu
sinh năm 1973. Tuy nhiên á, nếu mà các chị mà nằm trong trực thái tuế mà lỡ mà có đau bệnh ở trong cái năm mà có sao thái âm á, thì lại không có tốt đẹp, đặc biệt là tháng 6 tháng 9 âm lịch là rất không tốt đối với cái người có sao thái âm chiếu mệnh. Có một số sách viết là tháng 11, tuy nhiên là đối với người quý sửu thì là tháng 6 và tháng 9 ha. Rồi hạn của năm á, là hạn huỳnh tiền. Người ta nói hạn này á, người nữ mà gặp hạn này thì đề phòng bệnh nặng và tai nạn ha. Năm nay có nhiều công việc mà có thể là sẽ giống như là các chị thấy là cơ hội của mình, nhưng mà có thể nó không phải là cơ hội đâu. Với cái sao như thế này thì đi xuất hành đi xa không thuận lợi nè. Đường công danh thì coi chừng gặp cản trở về cái bệnh nạn ha. Rất dễ gặp cái chuyện mà xấu khi mà liên quan đến sức khỏe của mình và ảnh hưởng ngược lại cái phần công danh sự nghiệp. Đó là cái hạn của năm. Hạn này là hạn nặng của năm, có thể nói là nặng nhất, hạn huỳnh tiền mà, đề phòng bệnh nặng mà. Nhưng mà vận niên của năm lại là vận niên tốt. Vận niên long đắc vũ, tức là rồng gặp may, rất là tốt. Vận niên này á lại có thể là được hiểu như vậy là con rồng nó đùa giỡn với may, bay nhảy tung tăng ha. Đây là một năm có thể là thỏa sức vẫy vùng, được hiểu như vậy. Đó, cho nên đó là có thể nói là năm nay là một cái năm công việc lớn, nhiều việc lớn nó sẽ dồn đến, có thể gặp khó khăn nhưng mà nếu kiên trì thì vẫn được cái kết quả tốt, vì mình là gặp cái năm gọi là thuận lợi, nhiều cái may mắn, có thể mình có nhiều cái cơ hội để vẫy vùng. Người ta nói là xuất hành đi xa thì không thuận lợi cho lắm khi mà gặp cái năm mà trực thái tuế gặp vận niên như thế này. Dù đáng lẽ đúng ra vận niên mà long đắc vũ là xuất hành đi xa gặp nhiều thuận lợi, tuy nhiên hãy nhớ rằng mình các chị đang dướng vào cái việc là trực thái tuế, năm tuổi của mình hạn 49 tuổi, cho nên là đừng có gọi là gì, đừng có manh động. Gặp được có thể nói là cái này là một năm có thể gặp được nhiều mối quan hệ tốt đẹp, tuy nhiên cũng cần đề phòng bạn xấu lừa gạt trong tình cảm. Đó là cái vận niên như thế này. Còn trở lại cái hạn huỳnh tiền á, thì người ta nói là hạn huỳnh tiền á là hạn chủ về sức khỏe. Người gặp hạn huỳnh tiền á thì dễ gặp bệnh tật nghiêm trọng, thường là xảy ra thất bại ở trong phút cuối, ở trong cái việc mà công danh sự nghiệp, mà thần phần lớn là ảnh hưởng từ cái sức khỏe bổn mạng của mình ra ha. Hay gặp tai nạn, thiệt hại về sức khỏe và ngăn trở trong công việc là đó ha. Rồi thiên can thì chữ quý và chữ tân thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Tuy nhiên là về mặt nạp âm ngũ hành đó, thì quý là thủy, tân là kim, cho nên nạp âm ngũ hành là sinh sức, cho nên đây là một năm có thể là công việc lại tiếp tục gây sinh xuất về tài lộc, tức là công việc sẽ gây ra cái chuyện hao tốn về tiền tài, làm ra mà không thấy giữ. Thí dụ như năm nay có làm đi nữa, thấy tiền nhiều lắm nhưng mà cuối cùng về mình có 1-2 đồng, làm 10 đồng về còn 1-2 đồng. Đó là cái năm mà bị thiên can sinh sức. Địa chi sửu gặp sửu là phạm thái tuế ha, tam tai, báo hiệu một năm có nhiều điều xấu trong gia đạo tình cảm. Như hồi nãy mình nói, có thể công việc là nhờ cái sao thái âm nó gỡ gạt, tuy nhiên mà về địa chi thì cực kỳ xấu khi mà năm tuổi rồi năm tam tai, cho nên là giá đạo tình cảm của cái người quý sửu nữ mạng ở trong cái năm này nó cực kỳ sợ là không tốt đẹp. Năm trước thì sao mệnh vận niên của y chang như vậy là dành cho người nhâm tý, tuy nhiên người nhâm tý nữ mạng
thiệt thòi hơn, vì đó là bị lỗi sinh. Trai thì đinh nhâm, gái thì quý bính, thì thuận sinh. Cho nên là mình dù là quý sửu, đáng lẽ là quý là sướng, nhưng mà không phải, sửu của mình nó lại là trâu ngựa, cho nên là mình cực. Tuy nhiên là sửu này, năm mình là người thuận sinh, thì cũng với cái sao mệnh như thế này, người nhâm tý năm canh tý này nè, hôm nay đây là giữa tháng 11 nè, thì người nhâm tý cực kỳ khó khăn, gặp tùm lum chuyện, bế tắc tùm lum. Nhưng mà mình thì nó đỡ đần hơn, vì cái chữ quý của mình nó thuận sinh ha. Rồi, đó là nhìn từ bề ngoài của một cái tử vi năm Tân Sửu năm 2021 đối với người nữ mạng quý sửu sinh năm 1973. Còn bây giờ mình sẽ phải xét xem là cái nội tại, các cái sao về tử vi của năm nó sẽ liên quan thế nào. Tọa cung tiểu vận thì của cái người quý sửu sinh năm 1973 ở trong cái năm Tân Sửu 2021 thì gồm có các sao là quan đới, phục binh, thiên hư, tuế phá. Đây là bộ sao không tốt cho lắm về cái việc mà có quan đới mà đi trước phục binh, thì cái việc của năm nay rất dễ bị người khác hại mà liên quan đến cái vấn đề pháp luật hay là kiện tụng. Cho nên là các thợ chị nên cẩn thận, quan đới phục binh rồi còn đi với thiên hư, thậm chí nhiều khi không phải là có thiên hư này là giống như là tai bay vạ gió, nhiều khi không phải người ta hại mình mà là trời nó cái chuyện bất khả kháng nào đó nó làm cho mình phải liên quan đến pháp luật. Cái bộ quan đới phục binh tuế phá, thiên hư tuế phá này là chủ về không được tốt trong công việc làm ăn, có người phá hoại dễ gây mất mát của cải. Đó là tọa cung tiểu vận. Còn tọa cung tiểu hạn thì có các sao thái tuế, tướng quân, mộ. Thái tuế mà nhập tọa cung tiểu hạn thì người ta nói không nạn nó cũng tai. Thường thì năm tuổi thì thái tuế chắc chắn sẽ nằm ở trong hạn, trong tọa cung tiểu hạn. Người ất sửu cũng vậy, mà người quý sửu cũng thế. Đây là bộ sao sẽ rất xấu nếu như mà các chị đang làm một cái việc gì đó mà gọi là khuất tất. Nếu như cẩn thận khi thái tuế đi với tướng quân như thế này là rất dễ đến với lại pháp luật, công an ha. Cho nên là cẩn thận ở tọa cung tiểu hạn. Người ta nói không nạn cũng tai. Nếu như là em cho lời khuyên thì các chị đang làm ở trong cái ngành nghề nào có liên quan tới mấy sếp thì nên cẩn thận ha. Rồi, cung nhị hợp thì có đại hao, thiên trù, tử phù, đào hoa, mộc dục, thiên việt, nguyệt đức. Bộ sao này chủ về đại hao, thiên trù, tử phù, đào hoa. Đây là bộ sao không tốt đẹp cho lắm về cái việc lời ăn tiếng nói của mình. Với đại hao như thế này, đại hao nhập cung nhị hợp thì cẩn thận cái mối quan hệ, đặc biệt có đào hoa, cái mối quan hệ ngoài luồng sẽ gây cho mình cái việc không tốt đẹp. Có thể là ngoài luồng của ông chồng mình hoặc là ngoài luồng của chính bản thân mình, bạn bè, sẽ gây cho mình suy hao tốn. Tốt nhất là vào năm như thế này thì tránh cho bạn bè mượn tiền hoặc là bất cứ một người thân nào mượn tiền của mình, với cái mệnh là tình cảm đào hoa. Đào hoa không có nghĩa là người ta là người yêu của mình, người ta là người thương của mình hay là gì, chỉ là mối quan hệ thôi, bạn bè, không phải là ruột thịt ha. Chú ý, cung tam hợp thì có các sao như là Tang Môn, Điếu Khắc, Phi Liên, Thanh Long, Lưu Hà, Thiên Mã, Thai. Đây là một bộ sao với cái Tang Môn, Điếu Khắc, Phi Liên. Đây là bộ sao rất dễ có tang chế ở trong cái năm mà trực thái tuế. Khi Tang Môn nhập cung tam hợp cộng với trực thái tuế như thế này
thì mình khuyên các chị là nếu có cha mẹ là người lớn tuổi thì chăm sóc ông bà kỹ hơn để đề phòng cái chuyện bất trắc. Hạn 49 tuổi trực thái tuế lại bị vào năm tuổi tam tai năm nặng, rồi lại thêm có tang môn ở trong cung tam hợp thì chuyện tang rất là dễ xảy ra, có thể là người thân đại tang chứ không phải là chỉ là tang chế của cái gia đạo ở trong người không ha. Thanh Long Lưu Hà Thiên Mã, bản thân cũng nên tránh đi xa với Lưu Hà Thiên Mã, đặc biệt là đi về cái vùng nào có nước sẽ gây ra nguy hiểm cho bản thân mình ha. Lưu Hà đó, như vậy thì nhìn chung cái tọa cung tiểu vận, tọa cung tiểu hạn, cung nhị hợp, cung tam hợp cũng như là cái tử vi ở bên ngoài thì rõ ràng là năm Tân Sửu năm 2021 đối với người Quý Sửu nữ mạng sinh năm 1973 đều phần xấu nhiều hơn là phần tốt, dù rằng đó là sao vẫn là sao tốt, nhưng đây là một cái năm xấu tốt đang xen mà xấu nhiều hơn là tốt, cho nên là các chị thì em sẽ phải cẩn thận nhiều điều nếu không muốn mình bị gọi là rơi tự do. Gặp năm như thế này thì nên an phận thủ thường, tránh những cái việc có tính may rủi cao ha, tránh đi xa đến những nơi có nguy hiểm, đặc biệt là nước. Rồi, đó là cái tử vi của cả năm Tân Sửu. Bây giờ thì mình vận vào xong cái 6 tháng đầu năm coi các chị thật sự là tốt tháng nào và xấu tháng nào để mà các chị có thể nhận định và đưa ra cái dự trù cho cái công việc của mình trong năm trong 6 tháng đầu năm. Nếu mà chấm thang điểm điểm 10 thì các chị ở trong năm tới em chấm được 3 điểm rưỡi tới 4 điểm. Cho nên là nhớ cẩn thận giúp em ha. Rồi, tháng đầu tiên của năm Tân Sửu năm 2021 chắc chắn là tháng Canh Dần. Tháng Canh Dần thì thuộc mộc. Thuộc mộc, như vậy xét về trụ mạng là mộc của tháng và mộc của các chị là đồng hạng. Bản mệnh sức khỏe không gặp khó khăn ha, phúc tinh và đại tinh vì thế được hưởng lợi mà phát huy cái tác dụng của mình. Thiên can canh quý thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Cho nên là cũng không có vấn đề gì lớn lao, không xảy ra cái chuyện bất trắc ở trong công việc. Như đã nói, ở cái tử vi cả năm thì nó cũng phải liên quan đến cái vận thế của cả năm, những tháng trong năm thôi. Thì năm Tân Sửu năm 2021 thì các chị không nặng nề về cái việc làm ăn, bởi sao sao chủ của năm là một cái sao thái âm. Tuy nhiên là nó sẽ không có vui vẻ trong gia đạo tình cảm, đặc biệt là sức khỏe của các chị ha. Rồi, địa chi Dần Sửu thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không tương hợp nhau. Ok, tháng Giêng thì là tháng Tết, cho nên là gia đạo tình cảm cũng có cái vui vẻ đi, không có vấn đề gì ha. Tiếp theo là tháng 2, tháng Tân Mão. Tháng Tân Mão cũng không khác gì tháng Giêng lắm, vì tháng Tân Mão cũng tiếp tục là một tháng mộc. Bản mệnh và sức khỏe sẽ ok vì mộc của tháng và mộc của bản mệnh là đồng hạng ha. Phúc tinh và tài tinh cũng giống tháng Giêng, được cái nhiều cái thuận lợi. Thiên can tân quý cũng không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Tân thì cả tân thì thuộc kim, quý của các chị thì thuộc thủy, cho nên là nạp âm ngũ hành của thiên can là bị sinh xuất, cho nên là tài lộc của tháng này có thể là bị suy hao nhưng mà không lớn, hoặc là có cái sự trù bị tính toán của các chị. Địa chi Sửu Mão thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương hợp nhau. Ok, tiếp tục là một tháng không quá khó khăn, không quá bi thảm ở trong cái việc gia đạo tình cảm ha. Rồi, tiếp đến đó là tháng 3, tháng Nhâm Thìn. Tháng này là tháng Thủy. Mà tháng Thủy thì rất tốt cho người mệnh mộc. Vì sao? Thủy sinh mộc, bản mệnh được tương sinh, tốt cho bổn mạng sức khỏe. Ok, không có vấn đề.
tháng này thì gọi là nhẹ nhàng ở trong cái việc bổn mạng và sức khỏe của mình rồi vì được tương sinh. Thiên can nhâm quý không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Ok, cả nhâm lẫn quý thì thuộc nạp âm của hành thủy, cho nên tốt đẹp. Tháng này công việc nhiều khi là thuận thành, nhiều cái thuận lợi. Địa chi thìn gặp sửu nằm trong bộ tứ hành thân xung, thìn tuất sửu mùi, thìn tuất sửu, thìn sửu. Đây là một cái sự xung, nhưng nó không chính xung như là thìn tuất là lục xung ha, nó xa nhau, nó qua sửu rồi thì nó sẽ đỡ hơn, nó sẽ ít xung hơn, cho nên có thể là gia đạo dễ gặp chuyện muộn phiền âu lo, tuy nhiên nó xa nhau cho nên nó nhẹ, không có vấn đề gì. Ok, vẫn là một điều tích cực. Tiếp tục là tháng tư âm lịch của năm Tân Sửu là tháng Quý Tỵ, mà tháng Quý Tỵ là một tháng thủy tiếp, như vậy giống như tháng 3 khi mà thủy sinh mộc, bản mệnh tương sinh, tốt cho sức khỏe và bản mệnh. Ok, thiên can thì chữ quý đồng hàng, công việc thuận thành, nhiều hanh thông và may mắn, ổn. Ok, tháng tư thì còn tốt đẹp hơn ở một điều nữa. Vì sao? Vì tháng tư là tháng tỵ, mà tỵ và sửu là thuộc cái nhóm tam hợp tỵ dậu sửu về địa chi đó, cho nên là sẽ đem nhiều may mắn, không chỉ cho gia đạo tình cảm đâu, mà đôi khi nó còn tác dụng ngược lên trên cho cái công việc ở cái phần thiên can. Vì tháng này là mạng được tương sinh, thiên can thì đồng hàng, địa chi thì là tam hợp, cho nên có thể nói trong 6 tháng đầu năm, tháng 4 là tháng tốt nhất đối với người quý sửu ha. Rồi tiếp tục là tháng 5. Tháng 5 âm lịch của năm Tân Sửu là tháng Giáp Ngọ, một tháng kim, như vậy thì bổn mạng sẽ không tốt đẹp nữa, mà bổn mạng sẽ bị kim khắc mộc, tháng khắc bản mệnh. Cẩn thận sức khỏe và bổn mạng, đề phòng những tai nạn và bệnh nạn phạm thân. Nên nhớ năm nay mình bị trực thái tuế ha, thái tuế của mình có trong tọa cung tiểu hạn, người ta nói không nạn cũng tai, gặp cái tháng như thế này thì nên cẩn thận. Rồi, thiên can giáp quý không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Ok, không có vấn đề về mặt tử vi. Địa chi thì sửu ngọ là thuộc nhóm địa chi lục hại, cẩn thận gia đạo tình cảm, nhiều buồn phiền âu lo. Đây là cái nhóm địa chi hơi bị phức tạp ha, cho nên là cẩn thận khi mà tháng 5 là tháng kim rồi, kim nó khắc mộc thì các cái phúc tinh tài tinh bị khống chế, do là cái tháng khắc bổn mệnh thì cái phúc tinh tài tinh nó không phát huy tác dụng. Rồi là địa chi lại là địa cặp địa chi nhị hại, có thể miền Bắc kêu là lục hại, thì rõ ràng là không tốt đẹp về phần gia đạo tình cảm. Các chị nên cẩn thận cái tháng này, cái tháng 5 này. Tiếp tục là tháng 6. Tháng 6 là tháng Ất Mùi, Ất Mùi thì thuộc kim, như vậy xét về trụ mệnh là kim khắc mộc, tháng khắc bản mệnh, cẩn thận sức khỏe bổn mạng, đề phòng những cái tai nạn phạm thân. Thậm chí là hai cái tháng kim là tháng 5, tháng 6 này thì các chị cực kỳ cẩn thận giùm em ha, tránh đi xa. Thiên can Ất Quý không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Quý của các chị là thủy, Ất thì thuộc mộc, cho nên là sao? Thủy sinh mộc, cho nên là sinh xuất, tháng này rất dễ hao tài, cẩn thận giùm em. Địa chi sửu mùi là thuộc nhóm lục xung của địa chi, cẩn thận gia đạo không vui vẻ, cẩn thận những cái mối quan hệ làm ăn mới, coi chừng người ta lừa đảo mình. Như vậy tháng này thì sao? Kim nó khắc mộc là phúc tinh tài tinh đã không có tác dụng rồi. Địa chi lại là gặp lục xung, lục xung là 6 cái xung. Rồi ở thiên can thì bị sinh xuất về nạp âm ngũ hành, tháng này rất dễ hao tiền. Có thể nói tháng 6 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021 là tháng xui nhất trong 6 tháng đầu năm. Cho nên là các chị cẩn thận cái tháng này để tránh suy hao tài lộc hoặc là sức khỏe bổn mạng của mình. Rồi như vậy thì em đã tổng hợp và chia sẻ
một số kiến thức về tử vi vận hạn 6 tháng đầu năm Tân Sửu năm 2021 đối với tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 nửa mạng của các chị. Bên cạnh nhiều điều khó khăn thì cũng còn đâu đó là cái về cái phần mà công việc làm ăn của mình, nó vẫn không có tháng nào quá xung khắc ở trong 6 tháng đầu năm. Tuy nhiên là về phần bổn mạng, sức khỏe và gia đạo tình cảm thì các chị nên cẩn thận, đặc biệt là tháng 5 và tháng 6 ha, hai tháng mà kim. Rồi, những cái kiến thức mà em tổng hợp và chia sẻ hy vọng sẽ là một cái hành trang nhỏ để các chị biết nên cương nên nhu, hoặc là nên vận dụng nó như thế nào ở trong cuộc sống để có một cái năm Tân Sửu không hề thất bại, chứ đừng nói là thành công. Ở năm 49 tuổi thì em không dám mơ mộng nhiều chuyện là thành công. Thành công không nghĩa là, đối với một người phụ nữ ở cái tuổi 49, thành công không có nghĩa là cầm nhiều tiền. Thành công là gia đạo vui vẻ, mọi chuyện vui vẻ, tiền ít một chút cũng được. Đối với người Quý Sửu, tiền ít một chút cũng được, gia đạo tình cảm vui vẻ là được, đúng không ạ? Rồi, nếu các chị xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người khác được biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Phong Thủy và Cuộc Sống cũng như Tử Vi và Cuộc Sống, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi, phong thủy, có thể là tuổi của các anh các chị hoặc là người thân của mình. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Bye bye.